tay. Mấy đi ơi em xin nhắc đến đây. Đôi mắt long lanh như là một cậu xinh cơ như anh cũng thấy đầu. Rolex giờ mi nhìn thật đẹp trai. Hai ước yêu nhau nữa là đúng bài. Góc nghiêng của nam thần nữ thần nào khiến bạn u mê nhất? Sáng trăng đèn chờ qua hoa, tuy chân phong như hóng lá. Bạn thích mẫu váy do tỳ nào đại sứ? Váy xòe. Váy trễ vai. Váy bó ngực. Váy cúc ngực. Váy tay bồng. Ngồi đây uống ly whisky này nhưng lại say em là chính. Váy 2 giây. Váy xẻ tà. Hai mươi nam thần có góc nghiêng thần thánh vạn người mê. Tình yêu trăng sáng sao vàng. Con đường đầy lá rơi, nơi này mình từng đi, nhưng tiếc là chẳng thấy anh đâu. Sương sâu trong lòng lên, nỗi đau trồng lên. Mọi người có biết câu nói nổi tiếng của Napoleon là gì không? Trong từ điển của tôi không có từ không thể. Bên đời liệu em có thấy vui nhiều không? Hay em lại càng thấy nhớ ai? Không mưa dầu sang có giúp em. Nam thần mặc vest hồng đẹp nhất trong lòng bạn là ai? Anh nhà ở đâu thế? Cứ ta lưu trong tim tôi chẳng nhớ đường về à? Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ anh từ chối. Rằng em đau hay biết khi mà đêm qua nơi này tan thành mộng mơ, nắm tay nàng đợi như thơ. Dịu em khi thấy em ngày ấy xanh ngát trong cuộc đời, gặp em trong giấc mơ mưa tôi đã rơi trên mặt của người. Từng dòng tin nhắn kia chia đến khi người cười và nằm cùng em muốn tới biết cuộc đời, vì anh đã say đắm trong tiếng gào từ bao lâu rồi. Ngọt ngào hương thơm như tình yêu của đôi ta, khi nắng ban mai hôm nay xua màn đêm giữa phòng. Từng giây mọi người nhớ thương để phải lòng thấy vui. Từng ngày
tỷ nào mặc đồ tân nương đẹp nhất?